Cha ruột con gái Phi Nhung đau xé lòng đứng nhìn Mạnh Quỳnh nói lời yêu thương vĩnh biệt vợ cũ. Ca sĩ Mạnh Quỳnh bật khóc trong tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung. Anh nghẹn ngào nói lời yêu thương, vĩnh biệt người tình. Trong khi đó chồng cũ chỉ biết âm thầm lặng lẽ đứng phía sau nhìn trộm dĩ ảnh và hũ tro cốt của người vợ cũ. Anh không dám công khai trước công chúng bởi anh biết ca sĩ Phi Nhung không muốn công khai cha ruột Wendy. Vì vậy mà anh chỉ đứng sau âm thầm chia sẻ những khoảnh khắc trong đám tang của nữ ca sĩ. Mạnh Quỳnh Phi Nhung hơn 20 năm qua được xem là một trong những cặp đôi người tình âm nhạc được khán giả yêu mến. Dù sau này có không ít cặp song ca ăn ý, nhưng cứ nhắc đến Mạnh Quỳnh Phi Nhung thì khán giả không khỏi xúc động với loạt tuyệt phẩm mà họ song ca cùng nhau. Phi Nhung giá biệt cõi tạm, nhiều khán giả yêu mến giọng hát của cả hai không khỏi đau xót. Họ nói giờ đây đôi song ca đã lệ bóng. Với nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, tri kỷ của anh là người giàu năng lượng, tâm huyết với nghề. Mạnh Quỳnh nói việc hát của Phi Nhung là mốc son trong sự nghiệp của mình. Anh nghẹn ngào chia sẻ về cố ca sĩ. Cô ấy là người rất chuẩn mực. Khi làm việc chung, quý vị mới thấy sự bền bỉ, hăng say của cô ấy. Dù chúng tôi hát chung rất lâu, nhưng ngoài đời không gặp nhau nhiều vì có cuộc sống riêng. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng nhắn tin, trò chuyện với nhau rất nhiều. Mỗi lần Phi Nhung stress đều nhắn tin tâm sự với tôi là người an ủi, xoa dịu cô ấy. Mạnh Quỳnh còn khẳng định Phi Nhung không đáng để nhận những lời ồn ào thời gian qua. Cụ thể anh nói, trên người Phi Nhung không bao giờ đeo một chiếc nhẫn hợp xoàn, không bao giờ đeo một sợi dây chuyền vàng hay một đồng hồ hiệu. Nếu anh nói Phi Nhung làm điều gì để trục lợi cho bản thân, thì những người đó nên tự nhận xét là bản thân mình trước khi bình phẩm một người nào đó, nhất là Phi Nhung. Đồng thời, vào thời điểm Phi Nhung bị công kích trên mạng xã hội, cố ca sĩ không cho Mạnh Quỳnh lên tiếng bênh vực vì không muốn bản thân bị dư luận tấn công. Sau vụ lùm xùm, Phi Nhung rất buồn và có nhắn tin với tôi, tâm sự. Tôi hỏi rằng, bà có muốn tôi lên tiếng không? Vì nếu tôi lên tiếng, người ta sẽ tin. Phi Nhung trả lời rằng, thôi ông ơi, bao năm nay ông là người tốt. Bây giờ ông có ra nói gì cũng bị người khác bóp méo. Bản thân tôi ngồi trên chảo dầu rồi, người ta muốn làm gì thì làm. Ông hãy giữ gìn hạnh phúc gia đình đi. Những tháng ngày cuối đời, Phi Nhung vẫn còn nhiều điều dang dở chưa hoàn thành, nhưng cô vẫn nghĩ cho Mạnh Quỳnh. Nam ca sĩ không ngại nói, bao nhiêu tin nhắn của tôi còn giữ. Phi Nhung từng nói đi xét nghiệm âm tính sẽ sớm trở về Mỹ hát cùng tôi. Chúng tôi còn định hát bài, Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em. Cô ấy luôn nói với tôi rằng, hãy cố gắng hát, phục vụ khán giả đến lúc về già. Nếu già không đi nổi, cô sẽ đẩy xe lăn đưa tôi đi hát. Cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vào lúc 12:15 ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 2 tháng điều trị tích cực COVID-19. Theo dự kiến, gia đình tổ chức lễ tưởng niệm tại quê nhà vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, nhưng đã bị hoãn do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thi hài cố ca sĩ được hỏa táng vào ngày 8 tháng 10. Đến hôm 10 tháng 10, nghệ sĩ Việt Hương đã trao cho cốt người bạn tri kỷ đến tận tay Wendy Phạm, con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung. Và sáng ngày 13 theo giờ Việt Nam, tang lễ cố ca sĩ được diễn ra tại Mỹ. Khi sinh thời, Phi Nhung vốn là một người kín tiếng về chuyện đời tư. Nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Phi Nhung vẫn được biết đến là nghệ sĩ không chiêu trò, không scandal, mà thay vào đó, nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen về tấm lòng cao thượng khi nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi. Đời sống riêng tư của Phi Nhung được như phủ một tấm rèm vô hình để che đậy nhiều bí mật. Dù đã có con gái, nhưng cố nghệ sĩ bảo vệ con của mình rất chặt chẽ, không hề có bất cứ hình ảnh nào bị lọt ra. Mãi đến khi con gái ruột là Wendy Phạm trưởng thành và đi làm, Phi Nhung mới chính thức công khai hình ảnh của con. Tuy nhiên, đến nay, mọi thông tin về bố ruột của con gái Phi Nhung vẫn còn là một ẩn số. Trong quá khứ, Phi Nhung cũng từng tiết lộ về người đàn ông khiến mình mang bầu là người Việt Nam. Đó là bố ruột của con gái, là người Việt Nam, một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Dù cả hai không có duyên sống chung với nhau, nhưng Phi Nhung và người đàn ông này vẫn cùng nhau yêu thương con gái Wendy. Sau khi Phi Nhung qua đời, trên mạng xã hội bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh được cho là bố ruột của con gái Phi Nhung. Theo tìm hiểu của hai sao, chồng cũ Phi Nhung cùng con gái lo tang sự cho giọng ca Bông Điên Điển. Người đàn ông này đang sinh sống tại Mỹ, tên thật là BT. Trên trang cá nhân của mình, nhiều người đã tìm ra dấu hiệu người đàn ông này liên quan đến Phi Nhung và Wendy Phạm. Thời điểm Phi Nhung qua đời, người đàn ông này cập nhật hình đại diện đen trắng để tưởng nhớ đến tình cũ, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến những người động viên gia đình về nỗi mất mát lớn này.
Đặc biệt, trên trang cá nhân của mình, người đàn ông này còn đăng nhiều hình ảnh của Wendy ở các lứa tuổi khác nhau. Thậm chí khi được lên chức ông ngoại, cha ruột của Phi Nhung cũng hồ hởi khoe với mọi người, thậm chí còn đăng cả video đi mua sắm cùng Wendy và xưng với con gái Phi Nhung là bà. Chỉ biết thực hư về thân phận của người đàn ông này, liệu có phải là cha ruột con gái Phi Nhung hay không? Nhưng qua những động thái này, có thể thấy mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt.